sao? Dạ hôm đó là con muốn làm trứng. Rồi con mới làm trứng. Đến ngày thì hôm đó con mới làm trứng rồi, trứng cho làm sao kể nghe. Dạ là hồi tháng 3 năm rồi ông ngoại con bị bệnh. Rồi ông ngoại con bị bệnh phải vô hấp hối. Và bác sĩ nói là đem ông ngoại về mai táng đi. Rồi bà ngoại con mới đi tra tường được một cái tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Ngoại con mới đọc kinh. Rồi sao bà ngoại con nghĩ ra ngoài Phật Ma Si để mua một miếng cơm rớt với nước muối, móc miệng ông ngoại ra thì ra được một cục đào bằng một cái trứng gà ác. Rồi ông ngoại con thở được. Qua ngày hôm sau ông ngoại con khỏe. Rồi khỏe dạ hết. Con tên gì? Dạ con tên là Nguyễn Thiên Màu. Dạ con 12 tuổi. Dạ học lớp 6. Dạ con ở Vĩnh Long. Rồi con có muốn đi tu không? Dạ có. Đi tu làm gì? Làm sư hay làm cha? Dạ làm cha. Rồi, rồi con gì nữa? Con muốn nói gì nữa không? Rồi hả? Rồi đây con gửi cho món quà cho ông ngoại con nhé. 365 bài giảng. Và đi cái đây là cái đĩa cho bà ngoại nhé. Rồi. Cho con xin thêm được không? Tại vì ở gần nhà ngoại con cho mướn nhà, ngoại con lấy tiền ít, rồi bà ngoại con giảng đạo, mà bà ngoại con có một cái radio à, nên bà ngoại con cứ tối đưa cho người này rồi đưa cho người khác, nên bà ngoại con không có nghe được. Bây giờ con muốn mấy cái? Dạ, con chờ 10 cái. Cô gái hay là mấy gái? Con xin phép và con nói cái chuyện này thì cũng hơi kỳ cục xấu hổ và thành này để con là con nuôi nhớ. Nhưng mà khi con đi lợi ca con bệnh lâu lắm, ở đó ai cũng biết hết con bị ung thư đợt 1 từng cổ. Thế thì con đi khám bệnh hoài mà con giấu con cái con cạnh con đi cầu nguyện. Nhưng cách đây mấy bữa con đi nhà con bị mệt tim á, con không ở đây được. Con chỉ được cha đặt tay trên đầu rồi con đi ra ngoài xe con chờ. Cho tới 11, 12 giờ con mới về nhà. Thế thì con có một cái, con mua cái video của cha đó. Thế con về con mới nói thì cứ bữa nay á, một người nghe, rồi ngày mai tối con đem người khác nghe. Thế thì con không ngờ là trong lòng của nó để xin cha để cho con cơ mà. Trong đó con có 700-800 phố con cho mướn. Nhưng mà người nạp bằng đầu thì 2 triệu một tháng. Nhưng mà họ nghèo á, họ nghèo quá thì con bớt riết rồi còn có 1 triệu 2, rồi có 1.500. Thế thành ra giờ con trị bệnh con vừa hết tiền. Nhưng con muốn làm cái gì, điều gì để sáng danh Chúa. Cho nên con chấp nhận khó nghèo. Cho phép con đọc kinh lại cha bằng tiếng Pháp. Rồi, lắng nghe nè. Rồi bà nghe hoài hoạn về để nghe nó đọc kinh. Rồi. Nóc rờ bè kia ô xưa, cờ tông nông xoa sân ti phía, cờ tông rế nhơ về, cờ ta vô lông xế, cờ tết tớ xịt là tê công ô xìa, đôi lông lúng ô ngược đi, nóc rờ phê đờ sơ du, phạt đôi nóng lúng nô ốc thân sờ, thâm mớ phạt đôi nóng, ô xìa sơ kỳ lưu dòng ốc thân xê, ê nhơ lúng xuống mê pha là tầng ta xí ông. Ê, đợi đi và lúc đu mạng, amin. Viết tiếng Pháp. Đây, cho tặng một cái máy nữa để cho con.
Rồi, để đưa cho bà ngoại nha. Để đi mà tối á, cái gì nó quý nó mới hiếm, để cho bà ngoại. Cứ mỗi tối bà ngoại truyền cho một gia đình nghe, một gia đình nghe, một gia đình nghe. Khi nào mà nó hư, con lên đây lấy tiếp nha. Dạ. Con cảm ơn cha. Cha con về. Rồi.